công bố chi tiết đặc điểm nhận dạng 3 đối tượng cướp tài sản tại trung cư Linh Đàm. Công an quận Hoàng Mai vừa phát đi thông báo truy tìm 3 đối tượng táo tận xông vào căn hộ trung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, xịt hơi cay, chó chủ nhà cướp điện thoại. Trước đó chiều ngày 8 tháng 1, 3 đối tượng đã giả làm khách mua điện thoại đến nhà anh A, quê Nghệ An ở tầng 3 trung cư HH1A Linh Đàm. Sau đó nhóm này đã xịt hơi cay, đánh chó anh A rồi cướp 3 chiếc điện thoại. Đặc điểm nhận dạng các đối tượng một nam thanh niên khoảng 30 đến 35 tuổi, cao khoảng 1m7 đến 1m75, dáng người to béo, khuôn mặt dài, đeo kính gọng nhựa màu đen, đeo khẩu trang màu trắng, mặc áo khoác màu đen, áo bên trong màu xanh nước biển, quần bò màu xanh, đi giày thể thao màu trắng, đội lưỡi chai màu đen nói giọng miền Bắc. Một nam thanh niên khoảng 25 đến 30 tuổi, dáng người cao khoảng 1m65, khuôn mặt tròn, đeo kính trắng, mắt kính hình chữ nhật, gọng kính màu đen, mặt đeo khẩu trang y tế màu xanh nhạt. Mặc áo phao trắng xám có mũ, quần bò tối màu, đi giày da màu đen, đội mũ lưỡi chai màu trắng, đeo bao lô khoác vai màu đen, nói giọng miền Bắc. Một nam thanh niên khoảng 25 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m6, dáng người cao gầy nhỏ, khuôn mặt dài hóp, đeo khẩu trang y tế màu xanh, đội mũ lưỡi chai màu đen, áo khoác thể thao màu đen, quần bò màu đen, đi giày màu nâu, cầm cặp da sách tay màu nâu, nói giọng miền Bắc. Để phục vụ điều tra, công an quận Hoàng Mai thông báo truy tìm ba đối tượng có đặc điểm như trên. Nếu phát hiện ra các đối tượng, có thể báo ngay cho công an quận Hoàng Mai. 0986 165 698, cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113, hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội.